đợi từ nhỏ rồi. Cái hoa này thì thấy người ta trồng thì trồng ngay, với lại trồng cho nó mát thôi chứ không không biết nó đẹp gì. Với lại thấy thấy nhiều người trồng thì mình trồng theo thôi. Nó mới chỉ ra từ khoảng tháng 11 đến tháng 4 thôi. Thì cũng phải bón phân rồi tưới nước cho nó thì nó mới ra được nhiều nhiều vậy. Chung có là tàn hết trên. Nó ra suốt từ trước Tết giờ. Thì tới tư chắc hết nó tàn hết. Hôm là mới trồng rồi mà mới được có hình như 3 năm thôi. Ngày xưa không có. Mới trồng được khoảng 3 năm, 4 năm ở đó thôi. Thấy nó đẹp đẹp thôi. Đẹp hơn mấy số khác không trồng thì xấu rồi. Thì lại thấy cũng hay thôi. Thành phố có cây nhiều cũng đỡ. Sau Tết bắt đầu nó ra rồi thì cỡ tháng này thì bắt đầu nó nhiều. Nó nhiều thì chắc khoảng thêm 1 tháng 2 tháng nữa là hết. Chủ yếu trồng lấy cái tán cho nó mát thôi chứ ở đây nắng quá thì vậy thôi chứ. Thế là bắt đầu trồng 1-2 cây thôi, thấy người ta khen đó, thế là hàng xóm thấy là bắt chước trồng hết bên này. Bên kia cũng trồng. Mới đầu thì có 1-2 nhà trồng đây lúc này thôi, thì sau là trồng nhiều.